Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh tên là CT. Và hôm nay là ngày 25 tháng 4, thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô linh sam hạt gạo và quay lại một cái số linh sam song hình đế nổi đẹp thì con còn. Thì con xin lên clip này để giới thiệu cụ thể nha. Và trước khi vô clip thì con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ con trong thời gian qua. Thì những cây bonsai ở bên con bán nói chung là chưa có cộng cái phí vận chuyển vào nha cô chú anh chị đó. Thì nói chung là thực sự là để sát giá là chưa có cộng phí vận chuyển vào á, thì cô chú anh chị mình ưng thì cứ alo cho con nha. Và mấy cây này thì nói chung là cũng rất là ok, thân của nó cỡ ngón giò cái trở lại nha cô chú anh chị, mà đa số cỡ ngón tay cái thôi nha. Đó, có cây như thế này là cỡ ngón giò cái nè. Rồi thì con cũng xin lên nha. Rồi cây này là cây mã số 1F, giá 130.000. Con sẽ quay một vòng nha cô chú. Con để ngang như thế này để cô chú anh chị mình có thể tham khảo nha. 1F 130.000. Tiếp theo là 2F 135.000. Đó, cô chú anh chị mình ưng cây nào thì cứ alo con. 2F. Tiếp theo là 3F. Mấy cây này là mấy cây cổ thụ mini không mẹ. Đẹp lắm. 3F. Tiếp theo là 4F. Tiếp theo là 5F. Tiếp theo là 6F. Đó, 6F 120, 7F 140. Mã số 7F là 140 nha cô chú. Và mã số 8F. Thì những cây linh sam hạt gạo này trong quá trình vận chuyển sẽ chắc chắn vàng lá nha. Thì cô chú anh chị mình nếu như có mua thì về chăm sóc rất là dễ dàng. Mình gỡ hết băng keo da, xong rồi mình đem ra nắng, mình tưới nước thật là nhiều là được. Và trong vòng 1 tuần sau, 1 tuần đến 14 ngày sau thì cây sẽ ra lá lại và bình thường ha. Đó, đó là cách chăm sóc khi vận chuyển về. Còn đây là cây mã số là 9F 100.000. Tiếp theo là cây 10F giá 120. Những cái này để trong mát là nó sẽ chắc chắn vàng lá nha cô chú anh chị. Nó như thế này nè. Để trong mát, yêu cầu để trong mát 2 ngày thôi là nó sẽ vàng lá như thế này. Mà mình đem ra nắng thì những cái lá vàng này nó sẽ rụng, và những cái bọt đọt non thì nó sẽ bắt đầu ra lại chứ không có gì hết. Rồi mã số là 10F 120. Rồi tiếp theo cây 11F, cũng là cây cuối clip. 11F 120.000. Rồi tiếp theo con quay mấy cây song hình nha cô chú. Mã số là 117A 160. Mấy cây này là đế đều đẹp hết rồi nha. 117A. Rồi tiếp theo là 111A 140. Đó, 11A 140. Tiếp theo là 114A 150.
cây đế bọng luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, 114A. Rồi tiếp theo là 115A, 185.000. Rồi tiếp theo là 120A, 135.000. Rồi tiếp theo là 121A, 150.000. Tiếp theo là 1110A, 175.000. Tiếp theo là 123A, 150.000. Tiếp theo là 124A, 135.000. Rồi tiếp theo là 125A, 165.000. Rồi tiếp theo là 126A, 80.000. Cái này về mình tách được 3 cây nha cô chú, 3 cây phong sai mini. Rồi 126A. Rồi thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cô chú anh chị mình ưng cây nào thì cứ liên hệ con qua số điện thoại 0387849762 gặp Mẫn nha cô chú anh chị. Những cây bonsai hiện tại con lên với cái giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển, thì cô chú anh chị mình ưng thì cứ alo con và con cũng báo giá phí vận chuyển luôn nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem. Rồi con xin mến chào cô chú anh chị ạ.